Làm thế nào để tìm lại động lực khi bạn cảm thấy mệt mỏi? Bạn có bao giờ cảm thấy không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm xuống và ngủ? Bạn có bao giờ cảm thấy khó khăn để bắt đầu hoặc hoàn thành một công việc quan trọng? Bạn có bao giờ cảm thấy thiếu hứng thú với những điều mình đang làm? Nếu câu trả lời là có, bạn không phải là người duy nhất. Thiếu động lực là một vấn đề phổ biến mà hầu hết mọi người đều gặp phải trong cuộc sống. Đôi khi, chúng ta chỉ cần một chút khích lệ hoặc sự trợ giúp từ người khác để vượt qua những khoảnh khắc uể oải. Nhưng đôi khi, chúng ta phải tự tìm ra cách để kích hoạt lại năng lượng và đam mê của mình. Động lực là một yếu tố quan trọng để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Khi bạn có động lực, bạn sẽ có sức mạnh để vượt qua những khó khăn, kiên trì theo đuổi mục tiêu và tận hưởng quá trình học tập và phát triển. Ngược lại, khi bạn thiếu động lực, bạn sẽ dễ dàng bị nản lòng, chán nản và từ bỏ. Vậy làm thế nào để tìm lại động lực khi bạn cảm thấy mệt mỏi? Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 phương pháp hiệu quả để giúp khơi dậy lại nguồn cảm hứng và nhiệt huyết trong cuộc sống. 1. Xác định và nhắc nhở mình về mục đích của bạn. Một trong những nguyên nhân chính khiến bạn thiếu động lực là do bạn không biết rõ tại sao bạn làm những việc đang làm. Không có một mục tiêu rõ ràng hoặc không có một ý nghĩa sâu sắc cho hành động của bạn. Để khắc phục điều này, bạn cần xác định và nhắc nhở mình về mục đích của mình. Mục đích là gì khiến bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng? Điều gì khiến bạn hạnh phúc và thỏa mãn khi hoàn thành công việc, sẵn sàng cống hiến và hy sinh cho những điều lớn lao hơn cả bản thân? Mục đích của bạn có thể là một niềm đam mê, một giá trị, một ước mơ, một sứ mệnh hoặc một người bất kỳ. Mục đích của bạn có thể khác nhau tùy theo từng lĩnh vực và từng giai đoạn trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng là bạn phải biết rõ và tin tưởng vào nó. Khi có một mục đích rõ ràng, bạn sẽ có động lực nội tại, xuất phát từ bên trong bản thân, không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài như tiền bạc, danh vọng hay sự thừa nhận của người khác. Động lực nội tại sẽ giúp bạn duy trì được sự quan tâm và nỗ lực cho công việc, dù có gặp phải những khó khăn hay thử thách nào. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về mục đích của bạn trong cuộc sống, trong công việc và trong từng hoạt động cụ thể. Hãy viết ra những câu trả lời và treo chúng ở những nơi bạn thường nhìn thấy, như bàn làm việc, tủ lạnh hoặc gương. Hãy nhắc nhở mình về mục đích của bạn mỗi khi cảm thấy thiếu động lực. Khi có một mục đích hỗ trợ bạn ở phía sau, bạn sẽ không còn phải lo lắng về động lực nữa. Ngay cả khi cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ tìm ra được năng lượng và làm cho nó thành hiện thực. 2. Tạm dừng lại và nghỉ ngơi. Một nguyên nhân khác khiến bạn thiếu động lực là do không có đủ thời gian để hồi phục. Bạn làm việc quá sức, quá lâu hoặc quá căng thẳng khiến cho cơ thể và tinh thần bị kiệt quệ. Để khắc phục điều này, bạn cần tạm dừng lại và nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là một phần quan trọng của quá trình học tập và làm việc hiệu quả. Khi nghỉ ngơi, cơ thể và não bộ của bạn phục hồi lại năng lượng, sức khỏe và sự sáng tạo. Nghỉ ngơi không có nghĩa là phải ngủ suốt cả ngày. Bạn có thể nghỉ ngơi bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo sở thích và hoàn cảnh của bạn. Ví dụ như tập thể dục, thư giãn bằng cách nghe nhạc, thiền định, hít thở sâu hoặc làm những điều mình yêu thích. Giao tiếp với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc các chuyên gia để chia sẻ cảm xúc, nhận được sự ủng hộ và khích lệ. Bạn có thể học hỏi từ những người có kinh nghiệm, thành công hoặc có ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi để lấy cảm hứng và gợi ý cho công việc của mình. Thay đổi môi trường, phương pháp hoặc mục tiêu làm việc để tạo ra sự hứng khởi và thử thách cho bản thân. Bạn nên nghỉ ngơi một cách có chủ đích và có kế hoạch, sử dụng các phương pháp quản lý thời gian như phương pháp Pomodoro để chia nhỏ công việc thành các khối thời gian nhỏ, xen kẽ với các khoảng nghỉ ngắn. Bạn cũng nên nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt mỏi hoặc giảm hiệu suất, chứ không phải khi bạn đang trong trạng thái tập trung cao. Nghỉ ngơi một cách hợp lý sẽ giúp cơ thể khôi phục lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn và động lực hơn. 3. Hành động ngay lập tức. Một nguyên nhân nữa khiến bạn thiếu động lực là do sự trì hoãn hoặc chần chừ quá lâu. Bạn không bắt đầu hoặc hoàn thành một công việc quan trọng mà chỉ tập trung vào những việc nhỏ nhặt, vô bổ hoặc không liên quan. Bạn làm như vậy để trốn tránh cảm giác khó chịu, nhàm chán hoặc lo lắng khi đối mặt với thách thức. Để khắc phục điều này, bạn cần hành động ngay lập tức. Đó là cách tốt nhất để vượt qua sự trì hoãn và thiếu động lực. Khi hành động ngay lập tức, bạn sẽ tạo ra một chuỗi phản ứng tích cực trong não bộ. Bạn sẽ giảm bớt căng thẳng, tăng cường tự tin và cảm thấy hài lòng với bản thân. Hành động ngay lập tức không có nghĩa là phải làm tất cả mọi thứ trong một lần. Bạn chỉ cần làm được bước đầu tiên, dù nó có nhỏ nhất đi chăng nữa. Ví dụ, nếu muốn viết một bài luận, bạn chỉ cần viết được câu mở đầu. Nếu muốn tập thể dục, bạn chỉ cần mặc quần áo và đi ra ngoài. Nếu muốn học một kỹ năng mới,
bạn chỉ cần đăng ký một khóa học trực tuyến. Khi làm được bước đầu tiên, bạn sẽ khó lòng dừng lại. Bạn sẽ muốn tiếp tục làm cho đến khi hoàn thành công việc. Đó là hiệu ứng Zeigarnik, một hiện tượng tâm lý cho thấy chúng ta có xu hướng suy nghĩ liên tục về một công việc mà chúng ta đã bắt đầu nhưng chưa hoàn thành. Vì vậy, hãy bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, những lý do bào chữa hoặc những sự sao nhãng. Hãy tập trung vào việc hành động ngay lập tức và bạn sẽ thấy động lực của bạn tăng lên đáng kể. 4. Làm lại hoặc cải tiến danh sách việc cần làm. Một nguyên nhân khác khiến bạn thiếu động lực là do bạn không có một kế hoạch rõ ràng hoặc có một kế hoạch không hiệu quả cho công việc của mình. Bạn không biết phải làm gì, làm như thế nào, hoặc làm trong bao lâu, không có một hệ thống để theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả, hoặc thưởng thức thành quả. Để khắc phục điều này, bạn cần làm lại hoặc cải tiến danh sách việc cần làm. Đó là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để giúp bạn quản lý thời gian, ưu tiên công việc và tăng năng suất. Khi có một danh sách việc cần làm, bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan về những gì bạn cần và muốn làm, không bị lãng phí thời gian hay quên mất những việc quan trọng. Áp dụng nguyên tắc ăn con voi, đó là nếu muốn ăn một con voi, bạn phải chia nó thành nhiều miếng nhỏ và ăn từ từ. Tương tự, nếu muốn hoàn thành một công việc lớn, bạn phải chia nó thành nhiều bước nhỏ và làm từng bước một. Khi làm như vậy, bạn sẽ giảm bớt sự áp lực và sợ hãi khi đối mặt với thách thức, tập trung vào quá trình hơn là kết quả. Bạn sẽ cảm thấy tự hào và hài lòng khi hoàn thành từng bước một. Hãy chia nhỏ các công việc lớn thành các công việc nhỏ hơn và xếp chúng theo thứ tự ưu tiên. Đặt ra các mục tiêu SMART hay các mục tiêu cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có ý nghĩa và có thời hạn cho từng công việc. Kiểm tra và cập nhật danh sách việc cần làm mỗi ngày. Hãy thưởng thức những gì đã làm được và khắc phục những gì chưa làm được. Khi có một danh sách việc cần làm hiệu quả, bạn sẽ có một kế hoạch rõ ràng, hợp lý và khả thi cho công việc của mình, không bị mất phương hướng, lạc lõng hoặc lãng phí thời gian. Bạn sẽ cảm thấy động lực hơn khi nhìn thấy tiến độ và kết quả của mình. 5. Thay đổi quan điểm và thái độ. Nếu bạn đang nghĩ rằng công việc của bạn quá khó, quá nhàm chán, quá vô nghĩa hoặc quá xa vời, bạn nghĩ rằng mình không có khả năng, không có tài năng, không có may mắn hoặc không có cơ hội để thành công. Điều này diễn ra trong một thời gian dài sẽ rất nguy hiểm. Nó giống như hòn đá tảng đè nặng lên tâm trí, triệt tiêu đi động lực và sự sáng tự tin của bạn. Để khắc phục điều này, thay đổi góc nhìn là cách tốt nhất. Bạn chỉ cần nhìn nhận sự thật một cách khách quan, cân bằng và toàn diện, không nên chỉ tập trung vào những khía cạnh tiêu cực mà cũng nên nhận ra những khía cạnh tích cực. Ví dụ, thay vì nghĩ rằng công việc của bạn quá khó, hãy nghĩ rằng nó là một cơ hội để bạn học hỏi và phát triển kỹ năng. Thay vì nghĩ rằng công việc của bạn quá nhàm chán, hãy nghĩ rằng nó là một phần của quá trình để bạn đạt được mục tiêu lớn hơn. Thay vì nghĩ rằng công việc của bạn quá vô nghĩa, hãy nghĩ rằng nó có một ý nghĩa riêng cho bản thân, cho người khác hoặc cho xã hội. Thay vì nghĩ rằng công việc của bạn quá xa vời, hãy nghĩ rằng nó là một thử thách thú vị và đầy hấp dẫn. Khi thay đổi quan điểm và thái độ, bạn sẽ có một tinh thần lạc quan và chủ động, không còn cảm thấy bị ép buộc, bị áp lực hoặc bị nản lòng. Bạn sẽ cảm thấy động lực hơn khi nhìn thấy ý nghĩa và kết quả của công việc của mình. 6. Hãy dừng sự chỉ trích bản thân. Một nguyên nhân nữa khiến bạn thiếu động lực là do bạn quá khắt khe với bản thân. Bạn tự chỉ trích, tự đánh giá thấp, tự so sánh hoặc tự hạ thấp bản thân. Bạn nghĩ rằng mình không xứng đáng, không đủ giỏi, không đủ tốt hoặc không đủ hạnh phúc. Để khắc phục điều này, bạn cần biết tự yêu thương và coi trọng chính mình. Đó là cách tốt nhất để vượt qua những cảm xúc tiêu cực và tự ti. Điều này không có nghĩa là bạn phải kiêu ngạo, ích kỷ hoặc coi thường người khác. Bạn chỉ cần chấp nhận, đánh giá và yêu quý bản thân mình một cách chân thành, khách quan và toàn diện, không chỉ nhìn vào những sai lầm, những thiếu sót hoặc những khuyết điểm của mình, mà cũng nên nhận ra những thành công, những ưu điểm hoặc những phẩm chất của mình. Ví dụ, thay vì chỉ trích bản thân vì không làm được một việc gì đó, hãy khen ngợi bản thân vì đã cố gắng hết sức. Thay vì đánh giá thấp bản thân vì không có một kỹ năng nào đó, hãy tin tưởng vào bản thân vì đã có khả năng học hỏi và phát triển. Thay vì so sánh bản thân với người khác về thành tích, tài năng hoặc hạnh phúc, hãy tôn trọng bản thân vì đã có một con đường riêng biệt và độc đáo. Thay vì hạ thấp bản thân vì không đạt được một mục tiêu nào đó, hãy yêu quý bản thân vì đã có một ý chí và một niềm tin vững chắc. Khi biết tự yêu thương và coi trọng chính mình, bạn sẽ có một tâm trạng vui vẻ và an nhiên, không còn cảm thấy bị tổn thương, bị áp lực hoặc bị suy sụp. Bạn sẽ cảm thấy động lực hơn khi nhìn thấy giá trị và ý nghĩa của bản thân. 7. Tạo ra một môi trường thuận lợi và sáng tạo.
Nếu bạn đang làm việc trong một không gian ồn ào, bừa bộn hoặc thiếu ánh sáng, làm việc với những người không có chung mục tiêu, không hỗ trợ hoặc không tôn trọng bạn, làm việc với những công cụ không hiệu quả, không tiện dụng hoặc không phù hợp với nhu cầu, bạn nên thay đổi và tạo ra một môi trường thuận lợi cho công việc của mình. Đó là cách tốt nhất để tăng cường sự tập trung, sáng tạo và hứng khởi, loại bỏ được những yếu tố gây phiền nhiễu, gây căng thẳng hoặc gây chán nản cho bạn. Tạo ra một môi trường thuận lợi và sáng tạo không có nghĩa là phải đầu tư nhiều tiền bạc, thời gian hoặc công sức. Bạn chỉ cần làm những điều đơn giản như sau. Hãy sắp xếp lại không gian làm việc một cách gọn gàng, thoáng mát và thoải mái. Hãy loại bỏ những vật dụng không cần thiết, sắp xếp lại những vật dụng cần thiết theo thứ tự logic và tiện lợi. Hãy tạo ra một không gian riêng biệt cho công việc của bạn để bạn có thể tập trung hơn. Trang trí lại không gian làm việc của bạn một cách đẹp mắt, sinh động và phản ánh cá tính của bạn. Hãy thêm vào những vật dụng mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc hoặc cảm hứng như những bức tranh, cây cảnh, búp bê hoặc những lời nhắn. Hãy tạo ra một không gian thân thuộc cho công việc để bạn có thể sáng tạo hơn. Chọn lựa những người làm việc cùng một cách cẩn thận, khôn ngoan và hợp lý. Hãy làm việc với những người có chung mục tiêu, có thể hỗ trợ, khuyến khích hoặc học hỏi lẫn nhau. Tránh làm việc với những người không có chung mục tiêu, có thể gây phiền nhiễu, gây áp lực hoặc gây xung đột cho bạn. Sử dụng những công cụ làm việc một cách hiệu quả, tiện dụng và phù hợp với nhu cầu, tìm hiểu và áp dụng những phần mềm, ứng dụng, thiết bị hoặc phương pháp mới nhất và tốt nhất cho công việc. Làm tốt những việc này, bạn đã tạo ra một động lực môi trường. Đó là loại động lực xuất phát từ bên ngoài bản thân, phụ thuộc vào những yếu tố như không gian, người hoặc công cụ. Bạn sẽ có một tâm trạng thoải mái và hứng khởi hơn, không còn cảm thấy bị rối loạn, sao nhãng hoặc bị chán nản. Trên đây là 7 phương pháp hiệu quả để giúp tìm lại động lực khi bạn cảm thấy mệt mỏi. Bằng cách áp dụng những phương pháp này, bạn sẽ khơi dậy lại nguồn cảm hứng và nhiệt huyết trong cuộc sống, cảm thấy hứng thú, tự tin và quyết tâm với công việc của mình. Hãy nhớ rằng, động lực không phải là một thứ gì đó cố định, mà là một thứ gì đó có thể biến đổi theo thời gian, hoàn cảnh và tâm trạng của bạn. Đôi khi, bạn sẽ có nhiều động lực, đôi khi bạn sẽ có ít động lực, và đôi khi bạn sẽ không có động lực nào cả. Điều quan trọng là phải biết cách điều chỉnh và thích nghi với những biến đổi này. Không nên để cho thiếu động lực trở thành một thói quen, mà hãy tìm ra những cách để khắc phục nó. Động lực là một nguồn lực quý giá cho cuộc sống. Hãy biết cách sử dụng nó một cách thông minh và hiệu quả. Hãy để cho động lực là người bạn đồng hành, chứ không phải là kẻ đối đầu của bạn. Chúc bạn luôn có đủ động lực để theo đuổi ước mơ và thành công trong cuộc sống.